Chúng ta đừng bao giờ hoàn toàn chúng ta nói người phụ nữ vì sao coi thường người đàn ông. Tại sao lại ăn hiếp đàn ông? Không có người phụ nữ nào đi hiếp đàn ông chứ. Phụ nữ làm sao dám ăn hiếp đàn ông? Quý vị coi cả chùa này ai dám ăn hiếp Như Đức. Bây giờ bên cạnh Như Đức 100 cô đó, có cô nào ăn hiếp Như Đức không? Có những cô nó còn bự con hơn Như Đức nữa. Có dám ăn hiếp Như Đức đâu. Nói vị coi, từ nơi đó thì quý vị biết là cái người đàn ông mình mà vợ ăn hiếp mình là tại mình. Thì nói vợ tôi giữ, không có giữ. Nó không giữ thì làm sao gia đình này được? Quý vị không được thì nó mới giữ. Thí dụ như có người đàn bà tại sao cầm quyền gia đình? Quý vị phải suy nghĩ cho thật kỹ. Quý vị chỉ biết đánh giá cái người đàn bà tại sao cầm quyền gia đình, ăn hiếp chồng. Người này cũng có cái khó của họ. Họ nói một câu rằng, nếu họ không ăn hiếp chồng, không cầm quyền gia đình thì cái gia đình này tan nát làm sao? Nên họ phải đứng lên làm việc này. Họ nói lại một câu rằng, họ cũng khổ lắm vì họ cũng muốn làm đàn bà, chứ họ đâu muốn làm đàn ông vậy đâu. Tại họ là đàn bà sao làm đàn ông? Nhưng mà bắt buộc họ phải làm đàn ông vì gia đình này mà họ hy sinh phải làm đàn ông. Nói việc này khổ thiệt, tội nghiệp đàn bà quá. Mấy ông thông cảm. Chúng ta có 2, 4, 6 hạt. Công nhận không? Mình nói gì, mình làm gì, mình phải nhìn mình cái địa thế của mình. Mấy ông thấy không? Mấy ông chỉ có 6 hàng mà còn bên đây nó đã chiếm ưu thế thêm chút nữa. Nó chưa được đủ 6 hàng. Mấy ông thấy không? Rồi mấy ông hãy liếc mắt về phương Tây. Mấy ông thấy? Đúng là mây gió trùng trùng điệp điệp. Mấy ông dám không? Bây giờ dám không? Đó. Nhưng mà nó có tình có lý nghe. Chứ không phải là thấy người ta đông mà hoàn toàn nghiêng về người ta đâu. Có tình lý lắm á. Nên những đức nêu lên rằng tất cả những người đàn ông mà bị vợ ăn hiếp, quý vị hãy xem lại mình đi. Chứ không phải hoàn toàn tại vợ đâu. Hoặc là nghiệp duyên của quý vị là vợ ăn hiếp. Nói vậy là hết dạy đường nào luôn. Một là xem lại mình, hai là nghiệp duyên của mình. Vậy là chịu thôi chứ còn nói vòng vo chứ. Nhưng những đức cũng mong tất cả những người phụ nữ cũng đừng nên quá đáng đối với chồng. Dù cỡ nào cũng là đứng mài rượu. Hiểu chưa? Mấy bà có cộng râu nào không? Hiểu không? Người ta đã có râu thì người ta phải cao tay hơn mình. Nhưng mà mình có được cái địa thế cao tay hơn thì cỡ nào cỡ cũng phải vừa vừa. Đừng nên quá đáng. Mấy bà thì chịu leo cũng leo dữ lắm. Không giỡn đâu. Phái nữ mà họ leo được cũng leo kinh khủng lắm. Nhưng mà đừng nên vội vàng. Leo quá có chừng té đau đó bạn. Phải từ tốn một chút. Hiểu chưa? Như ví dụ như lỡ lấy người đàn ông quá vô dụng đi thì mình phải đứng lên mình lo sự nghiệp gia đình. Nhưng mà mình cũng đừng nên quá đáng coi chồng rẻ quá. Vì khi mình coi chồng quá rẻ thì bản thân chúng ta cũng bị mất mặt. Tại sao bà đặc biệt gì mà bà lại lấy chồng rẻ làm gì? Thấy không? Mình có những lúc mình phải đưa chồng lên một chút. Có những cái nó không hiểu quá mình dạy nó một chút để cho nó bước ra ngoài nó nở mặt nở mày giùm mình. Hiểu chưa? Bản thân của mình làm phụ nữ không thể nào đứng trước mà để nở mặt nở mày được đâu. Chỉ có người đàn ông nó mới đứng trước được một chút. Hiểu chưa? Nhưng mà bước về nhà thì mình nắm lỗ tai mình quay vòng vòng gì mặc kệ. Nhưng mà mình đi ra ngoài thì mình đưa nó lên. Hiểu chưa? Mình chỉ cách đi, cách đứng, cách nói chút mình dạy chồng. Nó ngày xưa ta có những con người phụ nữ ta thành tựu cho chồng nó chứ không giỡn đâu nghe. Nên mình đừng có ăn hiếp đáp mà mình đừng có chửi tầm bậy tầm bạ đó là mang tội. Mình là nghiêm khắc về cái sự nghiệp chứ không phải là vì chửi mắng. Chửi mắng là có tội. Vì có khi họ sống với mình, thấy không? Mấy vị coi họ là người ở trên mình mà tại sao mình chửi họ được? Hiểu chưa? Dù họ có hiền cỡ nào họ cũng trên mình. Chúng ta không nên quá đáng với họ đâu nghe chưa? Mấy ông thấy không? Lặp lại dáng cờ. Hai điều, thấy chưa? Không đơn giản chút nào. Nên mấy ông chơi như Đức là yên tâm đi. Dù cỡ nào mình cũng là đàn ông mà. Thấy không? Nên từ đó đó mấy ông thấy nói rất là rõ ràng. Nó bây giờ đi về đây những Đức nói với quý vị ai cũng thông minh. Tại vì sao trong cái lối sống này là quá tuyệt vời còn gì? Quý vị thấy Phật pháp ứng dụng không?
Nó quá ứng dụng luôn. Không có gì gọi là văn tự cũ đích hết, thấy không? Quá ứng dụng. Mà chắc chắn là Phật pháp này là Phật pháp năm xưa Đức Thế Tôn đã từng hoàn thiện. Tại vì sao? Vì Đức Thế Tôn là đi vào nhân sinh. Nếu như Phật pháp mà nói ở trên trời chứ làm sao con người ta tiếp nhận được. Nên Phật pháp là đi vào nhân sinh. Nên quý vị nghe gì rồi, đúng là nó quá quan hệ. Một cái hội chúng mà ai cũng tỉnh queo, con mắt ai cũng sáng quắc. Môn giảng gì là đặc biệt rồi đó quý vị. Đại giảng rồi đó. Chứ nếu như mà nhà Đức nói chuyện mà ở dưới mà quý vị có giảng hay cỡ nào cũng là vô dụng. Chỉ ngủ hết trơn rồi không vô dụng sao, hiểu không? Đó, nên những Đức nói rằng là biết ở đây là tất cả những người phụ nữ chúng ta có cơ hội để làm gì? Làm việc lớn trong cuộc đời. Nhớ. Từ làm trưởng đoàn đi tu, dẫn đi tu cũng là làm việc lớn nè. Có cơ hội được vô chùa ở nuôi người già cũng làm việc lớn nè. Rất là nhiều việc chúng ta được làm việc lớn. Niệm Phật giảng sanh là việc lớn nhất của cuộc đời chúng ta. Còn tất cả những việc khác toàn là để đủ duyên và tùy duyên. Nên nhớ, làm việc dẫn người đi tu là việc cực kỳ quan trọng. Cái việc này quý vị đừng bao giờ lạc lẽo với nó, đừng bao giờ bỏ cuộc nghe. Nó có một cái người trong cái thời cuộc này mà đang làm như vậy, quý vị cần cùng chung tay á, là cố gắng đi. Mà thường cái người vậy ưa chết sớm lắm. Họ ưa chết sớm thì biết lý do gì sao? Vì chúng sanh người ta không chịu tu thì họ phải chết sớm. Tại vì họ giúp cho quý vị, mà quý vị không cố gắng tu thì họ phải đi sớm. Cái nguyên lý là họ ưa đi sớm. Tại vì sao? Vì họ giúp nhiều người, mà nhiều người không cố gắng thì họ đi sớm. Còn nếu như mà quý vị làm cho tốt thì họ sống lâu. Tại họ sống lâu làm lợi ích cho quý vị mà, hiểu chưa? Đó, nên chúng ta đến với cuộc đời này ý nghĩa nhất là phải làm việc tốt. Những Đức mong làm sao mà cả cái hội chúng chúng ta và Phật tử khắp nơi mà nghe qua công đoạn này, chúng ta cố gắng sống tốt quý vị, sống vui. Và nhớ cái câu mà thường như Đức thường nói, sống không nên sống khổ. Dù nghèo, bệnh, què, hoặc bỏ rơ, bị chửi mắng, bị hắt hủi, có khi bệnh ung thư, chồng bỏ, con bỏ, của cải mất hết. Đây là việc mà không còn vướng biếu được đâu, đúng không? Chúng ta vẫn cười niệm một câu Phật hiệu. Vì sao? Vì chúng ta có chỗ đi về rồi. Nhớ, quý vị biết rằng là trong cái cuộc đời con người chúng ta, nếu nghĩ được những cái ý nghĩa khi đến với con người được tốt thì chúng ta sẽ không thấy mỏi mệt chút nào. Thật sự mà nói, có những người chúng ta ở đây đẻ 4-5 đứa con cũng rất mỏi mệt, và nuôi cũng rất là mỏi mệt. Nhưng chúng ta tư duy ngồi nhìn lại, chúng ta thấy rằng cái thời gian chúng ta bỏ ra đó nhiều quá, nhưng mà lấy lại thì không được bao nhiêu cả. Có khi nuôi con khôn lớn xong bây giờ con lại trả treo với mình nữa chứ. Nói nó không nghe. Hoặc là có khi nó cưới vợ, nó lại nghe lời vợ nó mà không nghe mình. Thì thôi, bây giờ chúng ta học Phật rồi, chúng ta cũng cần đặt vấn đề rằng là tôi bỏ công bây giờ mà muốn thành quả đó nữa, mà chúng ta muốn cái quả ở cực lạc thôi. Bây giờ nó thương, nó yêu mình, có khi chưa chắc mình tu. Thôi, tùy duyên nó đi. Nên chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta không muốn dặn trách nó làm gì. Nên á, bây giờ á, chúng ta bây giờ đã nghe Phật pháp rồi, còn được sức khỏe một chút nè, thôi chúng ta nên làm cái gì đó trong cuộc đời, khoảng thời gian còn lại cuộc đời mình đi. Như bản thân của những Đức từ khi sinh ra tới 29 tuổi, những Đức không có sống cái gì mà ý nghĩa. Từ 29 tuổi những Đức gặp Phật pháp, được đến ngôi chùa nuôi người già, thì những Đức có thể nhận thức được mình tương lai mình cũng già. Nên từ 29 tuổi đi tu và tới bây giờ luôn là năm nay 42 tuổi, thì quý vị biết rằng là thời gian đó nó ý nghĩa trong cái cuộc đời của mình. Nên những Đức muốn làm những việc mà khoảng thời gian của cuộc đời mình còn lại này phải làm, phải làm cực lực, làm nhiệt tình luôn. Nên có những cô gặp những Đức hỏi cần cổ thầy hết đau, những Đức nói tới nào nó chết thì nó hết đau. Nên, tại vì trong cái cuộc đời này mà cái mang cái thân tứ đại này mà, làm sao mà chúng ta không đau bệnh được, hiểu không? Không đau này thì bệnh kia chắc chắn luôn đó. Nên chúng ta phải sống bình thường. Cho nên á, quý vị thấy chương trình, cái lịch những Đức đưa lên quý vị thấy kính nhân, thấy không? Nó gọi chương trình khiếm thị. Những Đức chỉ nêu chương trình khiếm thị thôi. Tất cả những vị trưởng đoạn, vị tùy duyên quý vị đi. Tại vì trong cái lúc này là gần Tết, người ta cũng khó khăn lắm. Dù một đồng một cắt đó là tùy duyên chứ không quan trọng quá. Nhưng mình đến mình dự, dù có một cái tâm thương yêu, dẫn một người mù đi chúng ta cũng cảm thấy có phước. Còn cái chương trình thì những Đức lên chương trình hết rồi. Thật sự mà nói quý vị, có phụ trợ chung tay hay không phụ trợ chung tay thì những Đức đã tính thì những Đức phải làm. Tại vì bản thân mình là tổ chức thì mình đã tính rồi, đã tính cái việc mình đã làm được rồi. Ví dụ như chiếc thuyền này phải qua bên kia,
Nếu như mà người ta bơ thêm cái nữa thì nó qua nhanh. Còn nếu như người ta không bơ thì mình cũng phải bơ à. Mình phải tính con đường này là mình phải bơ thôi. Nên từ nơi đó mà những đức đã tính hết. Quý vị đừng có bị áp lực là bây giờ gần Tết thầy tổ chức nhiều chương trình gì. Bây giờ mình không phụ với thầy thấy kỳ quá, mà phụ thì thấy khó khăn quá. Đừng có nên bị áp lực. Câu đầu tiên chúng ta nói đó, đến với nhau đừng có tạo áp lực cho nhau. Nên quý vị có thấy bao giờ mà những đức kêu cái tên ai mà những đức nói quý vị làm việc đó không? Không có. Tại vì có khi kêu ngay lúc đó quý vị không có tiền thì sao? Phải là tạo áp lực cho nhau không? Còn chúng ta nói chung chung thì không có ai bị áp lực hết chứ á. Đó là cái phát tâm tự nguyện, nên mình không có bị áp lực. Nên đi đến chùa mình là phát tâm tự nguyện, nên nó không có một cái bản gì gọi là bây giờ chùa đang xây dựng, chùa đang làm cái gì quý vị phải góp vào. Không có. Nếu có cái bản đó thì quý vị ngồi đây nó cảm thấy như là nó bị một cái áp lực gì mà mình chưa bỏ vào. Còn bây giờ quý vị thấy nó rất là thoải mái. Chùa đã làm thì bây giờ làm cho chúng sanh, có duyên thì làm, còn không có duyên thì thôi. Có phước thì làm, có phước thì thôi. Làm sao mà con người ta đi đến đây tự tại nhất, thoải mái nhất. Những đứa cũng mong những người tu của chúng ta nên làm điều này, nên giải thích cho người ta nghe rõ ràng đi, nên chỉ biểu người ta rõ ràng đi, để cho bản thân người ta đi đến chùa người ta cảm thấy thoải mái. Chứ đừng có cô A, cô B, cô C gì đó, cô phải cúng cái gì. Đừng có như vậy, đừng có như vậy. Hoặc là chúng ta lập luận rằng là người đó là tên gì, đang cúng cái đó gì, để mà mồi lửa những người kia cúng theo. Đừng có nên làm như vậy. Có những người người ta không có tiền, người ta sẽ cảm thấy bị áp lực và người ta sợ đi đến chùa đó. Nên quý vị đi đến chùa mình, dù là một cái câu tùy hỷ, dù một cái câu cảm thấy vui khi làm việc tốt đó, thì cũng đã có phước rồi. Nó nên chương trình khiếm thị của cuối năm này chúng ta tổ chức. Những đức đã nói tổ chức là nhất định, những đức sẽ tổ chức nhất định luôn. Nhưng phải nhớ rằng sống với nhau mà chân thật thì lâu dài, mà sống với nhau mà giả dối thì không bao giờ tồn tại đâu. Trong cái cuộc đời này nó là quy luật rồi, nó là giả dối thì không bao giờ tồn tại. Thí dụ như bây giờ quý vị có chồng mà quý vị gạt chồng, quý vị đi lấy trai, quý vị không có tồn tại đâu. Đã là giả dối thì không bao giờ tồn tại 100% luôn. Chỉ có chân thật thì cảm thấy tồn tại nhất. Nên những đứa hồi tối có học tập chung nghĩa. Cái chữ chung rất là quan trọng để có đắc dung thân. Một con người mà thiếu chữ chung, thiếu chữ nghĩa thì dù cho bầu trời rộng lớn nhưng quý vị không có đắc dung thân đâu. Người ta không tiếp quý vị đâu. Nên dù mình nghèo chết bỏ nhưng tuyệt đối con người phải sống chung nghĩa. Không bao giờ phản người khác, phải có chữ chung và có chữ nghĩa. Thì tức khắc quý vị sẽ có cơ hội lập được sự nghiệp. Nên tất cả những người trẻ phải nhớ, con người chúng ta nam nữ gì cũng phải có chung nghĩa. Quý vị coi một con người nữ mà không chung nghĩa thì quý vị làm sao sống được với người nữ này. Nên con người có chữ chung là có thể lập được sự nghiệp, rất là quan trọng. Từ nơi đó mà những đức nói nhìn nhận ý nghĩa của cái việc làm mình đang làm. Nên ví dụ chương trình khiếm thị, quý vị muốn tồn tại quý vị phải chân thật. Thí dụ như bây giờ có những người, người ta khổ vô cùng, người ta đi đến đây người ta nhận được một chút đỉnh tiền, người ta khổ quá. Còn mình không khổ quá mà mình không mù, mà mình lấy cái mắt kiến đen mình mang vô thì cái quả báo mình sẽ bị mù. Tại vì người ta mù người ta mới nhận cái số tiền mù này. Còn mình không mù mà mình cho mình mù để nhận số tiền này là quả báo mình phải bị mù. Mình không què mà mình đi làm què để nhận tiền thì tương lai mình què. Quý vị hưởng được một chút đỉnh tiền mà bị mù và bị què thì cái việc làm này quý vị có cần phải làm không? Không cần phải làm. Chúng ta dù không có số tiền này chúng ta cũng không có chết đói. Nhưng chúng ta làm điều đó là chúng ta sẽ bị chết đói, vì cái quả báo mình phải chịu. Và nó dính chung với tất cả những người, người ta đang khổ đau, người ta đang cần. Nên những cái việc làm này phải thông hiểu. Những vị trưởng đoàn phải nói cho rõ ràng cho những người mà mình dẫn đi. Trưởng đoàn mà dẫn đi không đúng có tội. Quý vị đừng bao giờ nói rằng nhà chùa cho mình có quyền mình dẫn đi tá lả âm binh. Quý vị có tội đó. Quý vị dẫn đi là quý vị có cái trách nhiệm để quý vị lựa cái người, người ta thật sự nghèo, thật sự mù. Vì chương trình này ta gọi chương trình gì? Chương trình khiếm thị. Hiểu chưa? Chương trình này là chương trình khiếm thị. Mình không khiếm thị làm sao mình nhận được quà? Nếu như mình nhận quà thì mình cho mình là khiếm thị rồi. Khiếm thị, khiếm tật. Quý vị không có khiếm tật, không khiếm thị, mấy vị nhận quà là quý vị đã dính vào cái tai nạn này rồi. Hiểu chưa? Cái này là nguyên lý rất rõ ràng. Tôi làm là tôi sẽ làm thôi. Nhưng nguyên lý của cái làm mà không nói thì tôi có lỗi. Nhưng tôi sẽ làm. Nên khi chương trình cho tiền, người ta đưa tay quý vị cứ cho đi. Nhưng mà quý vị phải dạy người ta. Người ta cố tình thì người ta chịu quả báo của người ta. Mình không dạy mình có lỗi, tại vì mình không dạy. Nên thí dụ như mình sanh con mình dạy hết rồi mà con mình vẫn hư,
nó có đổ tội mình được không? Không, tôi dạy hết rồi. Nó hư thì cái chuyện của nó. Thí dụ như tôi có đệ tử đi theo tôi 10 năm, 20 năm, nó hư, nó hư. Người ta nói tại ông, nó tôi dạy nó hết rồi. Tại gì mà tại? Nó lớn rồi, nó có quyền đi, nó có quyền ở, nó có quyền nói, nó có quyền làm. Chúng ta đừng có nên bị áp lực đó để làm cho mình phải khổ. Mình dẫn người ta đi tu là có tâm thiện. Con mình, gia đình mình hư, người ta nói bà đi tu và dẫn tôi đi tu, gia đình bà như vậy mà dẫn tôi đi tu. Mình nói ủa, gia đình tôi như thế nào là chuyện của gia đình tôi? Tôi dẫn bà đi tu là tôi dẫn bà đi tu. Tôi dẫn bà đi tu và tôi dẫn bà đi giết người sao? Tôi dẫn bà đi tu là tốt, còn cái chuyện nhà tôi nó có tu không tu là chuyện của nó. Có những vị người ta tu bao nhiêu năm, người ta là hòa thượng luôn, gia đình người ta dẫn là không có tu. Không lẽ quý vị nói tại sao ông là hòa thượng mà gia đình ông không tu? Vậy tôi cũng không tu. Vì nói vậy sao được? Trong thời Đức Phật còn tại thế, đâu phải Đức Phật về hoàng cung mà độ hết hoàng thân quốc thích đâu. Cả em của Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa còn quậy Phật mà. Trong tăng đoàn của Phật vẫn có lục quần tỳ kheo vẫn hại Phật mà muốn đấu đá với Phật để tranh giành địa vị. Quý vị coi có không? Thời Đức Phật đã có rồi. Như vậy nên chúng ta đã tu, dù là một người tu nhiều chục năm, gia đình người ta không tu là chuyện của gia đình người ta. Còn quý vị thấy người ta hướng dẫn tốt thì quý vị cứ tu. Ai làm được tốt thì người đó nhờ, ai không làm được tốt người đó chịu. Trong thời Đức Phật vẫn có nhiều người đi dòng họ Đức Phật không chịu tu, vẫn đi theo ngoại đạo và không bao giờ tu. Đâu phải Đức Phật độ hết đâu, quý vị công nhận không? Nên Đức Phật mới nói câu nói rằng người càng kết duyên ta kết duyên, người càng độ ta độ, người đã độ rồi ta cũng độ luôn. Như vậy thì ta đi ngày nhập Niết Bàn, không? Nên từ nơi đó mà thí dụ như bây giờ những người đi xuất gia đi về chùa mình, chúng ta có nhân duyên mỗi tuần chủ nhật đi về đây chúng ta học tập Phật pháp. Cái nhân duyên như vậy thì rất là đặc biệt. Nên quý vị làm sao duy trì được nhân duyên này mãi mãi? Quý vị phải nhớ rằng là duyên đến và duyên đi là tại con người. Nếu như chúng ta đã duyên đến mà biết nuôi duyên thì duyên vô cùng dài. Phước đến mà chúng ta biết nuôi phước thì phước rất là dài. Nếu duyên đến mà không biết chăn quý duyên, phước đến mà không biết dùng khéo léo thì quý vị sẽ hết duyên và hết phước. Nhớ, nhớ đó. Từ nơi đó quý vị biết dù là nó không có bao nhiêu, nhưng đừng để cái chút ít mà tự nhiên nó làm mất đi cái nhân cách của một con người chúng ta. Quý vị nhớ, nghèo không phải là thiếu nhân cách, giàu chưa hẳn là tôn quý, mà nghèo chưa phải gọi là hạ cấp, mà cái hạ cấp và tôn quý là do nhân cách của một con người. Quý vị thấy chàng trai tennis cụt tay cụt chân mà người ta phấn đấu lên với nhân sinh, người ta đem tư tưởng chia sẻ cho nhân loại, người ta đi bao nhiêu quốc gia, đi đến đâu cũng được người cung kính. Tại sao chúng ta đẹp mà không ai cung kính chúng ta? Vì chúng ta thiếu nhân cách nên ai không cung kính mình. Như ngày xưa những đức thiếu nhân cách, không ai tiếp nhận những đức. Khi những đức học Phật lại thì nhiều người quý thương. Không có ai đi lo chuyện ngày xưa mà khỏi cần lo, những đức cũng nói. Người ta là nhìn cái hiện tại ông đang làm cái gì nè. Ông đang làm cái gì trong cái cuộc đời này, người ta đang nhìn nè. Thí dụ như ông đã từng sai quấy vô cùng, nhưng mà bây giờ ông làm tốt được người ta khen ông đó. Ta nói công nhận người này bản lãnh thiệt. Người ta nói với gia đình người ta, tại sao mày không học cái thằng đó? Nó cũng hư như mày mà nó đứng lên được. Mày hư như nó, mày không đứng lên, mày vô dụng quá. Nên độ cho một số người, người ta hư mà đứng lên. Cũng như trong thời Đức Phật còn tại thế, đệ tử Đức Phật vẫn có những người hư hỏng để nhập đạo. Liên Hoa Sắc, bà là ai? Bà là kỹ nữ. Bà đã dụ dỗ bao nhiêu người đàn ông, làm cho gia đình người ta tan nhà mất mạng. Bà đẹp lắm nên mà là tên Liên Hoa Sắc, đẹp như liên hoa. Nên từ nơi đó mà bà dụ dỗ bao nhiêu người đàn ông. Khi mà bà giác ngộ và học Phật thì bà cũng chứng quả và đạt được thần thông đệ nhất. Quý vị thấy, một kỹ nữ, nếu nói bây giờ về cái câu văn tự hiện tại là người làm gái, một người chung chả rất nhiều đàn ông, gọi là cái dạng hạ cấp của xã hội. Nhưng khi đến với Phật pháp, bà trở thành bậc tôn quý. Không ai nói bà là kỹ nữ gì cả, mà người ta chỉ nhìn sự chứng quả của bà và tu hành. Nên tất cả chúng ta, mỗi một con người, dù hư hỏng cỡ nào, chỉ cần chúng ta sửa đổi lỗi lầm và làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời này thì người ta vẫn tôn trọng quý vị. Dù quý vị có phanh phôi tất cả những việc ngày xưa quý vị sai cỡ nào, nhưng người ta nhìn là nhìn cái gì? Nhìn cái hiện tại quý vị đang sống.
Còn tất cả những sự việc kia, đó là một cái nền móng để tiến đến sự thành công của ngày hôm nay. Như vậy thì quý vị thấy Phật Pháp rất là tuyệt vời. Nên cái câu trong nhà Phật mà mỗi người chúng ta ai cũng có cơ hội hết, quay đầu là bờ. Chỉ cần chúng ta hướng thiện, chúng ta làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, thì đó là bờ bến tốt đẹp của chúng ta. Nên mỗi một con người nhận thức được việc này rồi, thí dụ như giờ tính tình chúng ta hư hỏng, tính tình chúng ta lả lơ, chúng ta dụ dỗ đàn ông, chúng ta gạt gẫm đàn bà, chúng ta làm đủ chuyện sai lầm. Nhưng mà chỉ cần chúng ta quay đầu hướng thiện thì tức khắc chúng ta có cơ hội được trở thành người tốt đẹp, chắc chắn luôn. Thí dụ như giờ mình đã phá thai nhiều lần, trong đây có những người phụ nữ phá thai, có những người phụ nữ rất là đẹp nhưng phá thai rất là nhiều lần, mà lạ thai càng đẹp thì càng phá thai nhiều. Những đứa đã gặp rất là nhiều người phụ nữ đẹp, họ phá thai rất là nhiều lần, quý vị. Nên từ nơi đó cái nghiệp phá thai này là một cái nghiệp kinh khủng lắm. Vì cái nghiệp phá thai là cái nghiệp giết người, mà giết ai? Giết con mình. Con đến báo ơn mà giết thì thành báo oán. Con đến đòi nợ mà giết nó thì nợ chắc chồng. Nên cái sự hận thù của một con người khi chưa được sinh ra mà bị giết, sự đeo đẳng đó kinh khủng lắm. Như Ngộ Đạt Quốc Sư, Ngài giết lầm một người thôi, mà không phải con Ngài, vậy mà đi theo Ngài 10 đời, mà Ngài toàn là 10 đời là người tu, nên có thằng hộ pháp gia hộ không quậy Ngài được. Như vậy mà tới đời thứ 10 Ngài vừa khởi tâm không phải, cuối cùng như vậy mà chịu thố nhập vào đầu gối làm một ghẻ mặt người. Quý vị đã phá thai bao nhiêu lần, đời sau quý vị có chắc chắn mình là người tu nữa hay không? Và Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, Ngài nói một câu rằng không giảng sanh thì đọa địa ngục. Như vậy thì nếu như chúng ta đọa địa ngục thì trong lục đạo luân hồi này bao nhiêu nghiệp quả đang lôi kéo chúng ta, chúng ta sẽ khổ, vô cùng khổ. Nên chúng ta chỉ có một con đường đi thôi, đó là Tây Phương Cực Lạc. Không bao giờ nói rằng đời sau chúng ta có là thân người và tu nữa. Chỉ có mục tiêu là đời này phải về Cực Lạc. Nếu như đời này chúng ta tu mà đời sau có thân người là nhất định có phước. Mà có phước thì không tu, giàu sang khó học đạo. Quá giàu rồi không tu nữa. Quý vị coi cái cuộc đời này có những người giàu cực kỳ giàu, kêu họ tu họ có tu không? Một lễ Phật họ cũng không lễ. Họ có thể làm một việc thiện, nhưng việc thiện của họ làm là gì? Là để kinh doanh, chứ không phải là thiện tâm. Có không? Có rất là người giàu, người ta bỏ một số tiền rất lớn làm một cái việc của họ mà họ tính rất là kỹ, bỏ con tép bắt con tôm. Họ làm một việc thiện đó là để phát tiếng và để kinh doanh sự nghiệp, chứ không phải là họ nhận thức Phật Pháp và nhận thức vô thường. Vì cái việc thiện của họ làm là để trao đổi. Như vậy thì con người này từ đâu đi vào đâu? Từ sáng đi vào tối. Họ giàu là sáng, nhưng họ không biết tu hành giải thoát là từ sáng đi vào tối. Còn chúng ta nghèo nàn, nhưng chúng ta nghe tịnh độ, chúng ta muốn sanh Cực Lạc là từ tối đi ra sáng. Nếu như người nghèo nàn mà luôn luôn tham lam và luôn luôn chỉ biết kiếm ăn mà không tu thì từ tối đi vào tối. Từ nơi đó người giàu sang mà biết tu hành thì từ sáng đi ra sáng. Quý vị đang coi mình từ đâu đi ra đâu? Chắc chắn là chúng ta ngồi đây là từ sáng đi ra sáng, chắc chắn rồi. Nếu nói là tối thì chắc chắn là chúng ta cũng chưa đến nỗi tối quá. Vì chúng ta đâu có què hoặc đâu có nghèo nàn gì đâu mà tối quá. Thì chúng ta tương đối là sáng quá thì cũng không sáng quá. Mờ mờ đi ra sáng. Hiểu không? Vậy cũng là tuyệt vời rồi, miễn ra sáng là được rồi. Bắt nguồn từ đâu không biết mà ra sáng là ngon. Còn nếu như từ sáng mà đi vào tối mới là thê thảm. Hiểu không? Quý vị thấy. Như vậy thì nếu tính thống kê của một đất nước chúng ta thì con người hiện tại mà từ sáng đi vào tối thì rất là nhiều. Giàu vô cùng nhưng một hơi thở thở ra không hít vào, của cái gì là của bạn. Như vậy phải là từ sáng đi ra tối không? Đi vào tối rồi, bạn không có tu. Nên từ nơi đó mà người ta nghe như vậy, đây là một hội chống thúc đẩy người ta đó. Nhận thức đi. Gia đình của ông giàu vô cùng, bà giàu vô cùng, chỉ có 1 đứa con, 2 đứa con thôi. Ông bà nói rằng sự nghiệp này 2 đứa con tôi xài 3 đời chưa hết. Chưa chắc, chưa được 1 đời nữa nó đã đứt rồi. Quý vị ngồi ai đau chân cứ thẳng chân nghe không sao đâu. Nhớ, chưa được 1 đời nó đã đứt rồi. Khi phước nó hết, sự nghiệp là một cái hình thức nó rất lớn lao trước mặt mình. Nhưng quý vị tin không, khi phước nó hết thì nơi nào sự nghiệp của quý vị thì nó sụp ngay chỗ đó. Chỗ nào là sự nghiệp của mình thì sụp ngay chỗ đó. Chỗ nào mình đến là sụp ngay chỗ đó. Chỗ nào mình đúng đầu kinh doanh là thất bại ngay chỗ đó.
thì kể như tiền bạc lớn lao nhiều cỡ nào cũng không bao giờ còn. Kinh khủng chưa? Có không? Có những người giàu trong cuộc đời này mà thấy trường hợp đó chưa? Đừng có nói rằng là tiền của tôi xài ba đời không hết nghe. Đừng có tính như vậy đâu. Đừng có nói cái của đó là cái vật chất thế gian mà tôi nắm hoài được chưa chắc đâu. Dù quý vị có 10 cái ngân hàng nó mà chịu sụp, nó sụp một lúc 10 cái luôn á. Một đêm một nó quất 10 cái ngân hàng, quý vị sạc nghiệp luôn á. Ngày mai quý vị trở thành một con người đi xin ăn luôn á, khi phước nó hết. Kinh lắm. Nếu như chúng ta mà hiểu được nguyên lý này, thật sự cuộc đời con người chúng ta tu phước là việc tuyệt vời nhất. Tu phước là một cái việc cực kỳ tuyệt vời. Vì cái cảnh giới mình bình yên, mình cũng có thể dễ tu, sống vẫn là thấy thoải mái. Nếu như cảnh giới của mình eo ọt khó nuôi, không đơn giản đâu quý vị, hiểu không? Nên quý vị cảm thấy đi về đây, quý vị cảm thấy bình yên không? Vì sao? Nó làm lợi ích cho mọi người. Cái niệm của người ta là làm ích cho mọi người. Cái đầu não quan trọng. Nếu ở đây mà không có cái đầu não để làm việc này, khó lắm á. Ai đứng ra làm? Hòa thượng chúng ta bây giờ ngày lớn tuổi rồi, ngài có thể đưa cái tư tưởng vài ba câu thôi. Nhưng nếu những đức không làm, hòa thượng ép những đức được không? Không ép những đức được. Những đức không có tâm làm thì những đức nói hòa thượng con mệt lắm, con làm không nổi, con nuôi 100 người thôi là muốn chết đi. Chứ đừng nói với hòa thượng kêu con nuôi đông, con nuôi không có nổi. Đã không có phát tâm thì nó tìm mọi lý luận để nó từ chối hết. Còn bây giờ người ta đã phát tâm, người ta nuôi 1000 người rồi, hòa thượng kêu những đức bớt đi, đừng có nuôi nữa, nhiều quá rồi. Nhưng những đức vẫn thích nuôi. Quý vị biết hòa thượng sợ những đức là làm không nổi. Hòa thượng kêu thôi ngưng đi, nhiều lắm rồi. Nhưng những đức vẫn thích làm. Những đức nói hòa thượng câu rằng chết tới nơi rồi. Không làm ngày hôm nay thì hối hận của ngày mai, hiểu chưa? Chúng ta làm ngày hôm nay cho tuyệt vời đi quý vị. Nên những đứa thấy rằng cuộc đời những đứa sống rất là vui, vì có thể làm ngày hôm nay quý vị à. Nó có nghĩa là đến với mọi người mình hết lòng hết dạ nhiệt tình. Như hồi tối lễ Giáng sinh, lớp đạo làm con xong qua bên kia gặp mấy cô bên cũng Giáng sinh luôn. Nên quý vị thấy không, sống với nhau như vậy nên người ta mới chung tay nhiệt tình chứ nói chuyện giỡn hả? Quý vị nói người ta ở trong đây quanh năm suốt tháng không xài điện thoại, không về nhà, không đi đâu, mà người ta có thể ở trong chùa người ta phục vụ đại chúng. Quý vị ngồi ở đây làm gì, còn bao nhiêu nhóm đang nấu ăn ở dưới kìa, lò bếp nấu khói bụi mũi mồm gì dơ hèm, mình mẩy hôi gình. Quý vị coi bây giờ nấu khói kiểu này gái nữa mà nó chạy lăng xăng bụi bặm mùi hôi mùi kê, quý vị coi cũng dơ giấy với nói chuyện giỡn sao? Nên khi quý vị mà đi xuống dưới đó mà bưng đồ ăn đi ngang, bị nghe mùi hôi mình nói tội nghiệp mấy cô quá, tại họ ngồi họ làm việc ở dưới bếp dữ quá. Mà bây giờ quý vị coi cái số lượng con người ta đông như vậy thì quý vị biết nhà bếp nấu cỡ nào chưa? Mà họ càng muốn là để đáp ứng cái sự ăn uống cho mình được một chút nữa chứ đâu phải là cái chuyện mà làm cho qua loa đâu, hiểu chưa? Nên từ nơi cái tâm tình người ta dành cho mọi người như vậy thì mình cũng phải đem cái tâm tình mình dành cho người ta làm sao thì mới có thể có qua có lại, mới thổi lòng nhau. Người ta cảm thấy rằng người ta phục vụ chúng nên người ta cũng được cái sự đáp ứng tình cảm tuyệt vời. Nó nên ngồi với người ta, dù học tập lớp đạo làm con xong cổ đau đau nghe, qua bển ngồi thêm tiếc, ngồi chơi chung, chọc cho mấy bà cười, kể chuyện về câu chuyện của Đức Chúa Giêsu rồi cho mấy bà nghe, để cho họ hiểu được mỗi một tôn giáo nó có một nền giáo dục rất là đặc biệt chứ đâu phải đơn giản. Nếu như một cái tôn giáo mà không có gì đặc biệt gì sao một cái đạo giáo của người ta ảnh hưởng toàn thế giới gì? Phải coi lịch sử kỹ về cái nền giáo dục của Đức Chúa đặc biệt lắm á. Nó là nguồn gốc của năm giới mười thiện đó quý vị, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nên mỗi một con người chúng ta học Phật hay học bất cứ một tôn giáo nào đều có cái hay, nhưng mà do người ta không khai thác được cái nền văn hóa của tôn giáo đó nên cái học không phải là do tại chúng ta, và do cái người truyền đạo nó không đúng nguyên lý. Chứ nếu như mà nó đúng nguyên lý thì Phật giáo tôn giáo đều có cái hay, nhưng điểm đi về là chỗ nào. Thí dụ như bây giờ căn nhà 6 tầng quý vị đi đến tầng nào? Nếu như quý vị đi đến tầng 3 thì quý vị đến tầng 3, còn quý vị đi đến tầng thứ 6 thì đi đến tầng thứ 6. Còn nếu như quý vị đi đến tầng thứ 10 luôn thì ngon quá, Tây Phương Cực Lạc là tầng thứ mấy? Thứ 10 đó. Hiểu chưa?
Tây phương cực lạc là tầng thứ 10 đó nghe. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta chọn Tây phương cực lạc là quá tuyệt vời. Nên mỗi một á, tín đồ về Thiên Chúa giáo học Phật để niệm Phật cầu sanh cực lạc được không? Quý vị nghĩ, thầy của chúng ta dạy chúng ta đi đến cõi chờ, dù cõi chờ cao nhất của vô sắc giới thiên đi chăng nữa, cũng là trong lục đạo luân hồi. Thầy chúng ta có thể dạy chúng ta đi đến từng chờ đó. Nhưng bây giờ Đức Phật là thầy, Chúa là cha, Chúa cha dạy mình đi đến cõi chờ hưởng phước, cũng là được bình yên của khoảng thời gian. Nhớ khoảng thời gian chứ không phải là vĩnh cửu nghe. Nhưng mà Đức Phật lại là thầy có bản lãnh hơn cha mình nữa. Phật lại chỉ mình đi siêu vượt lục đạo, tiến thẳng đến thế giới Tây Phương luôn, chấm dứt sự sinh tử khổ đau luôn, và có cái thân mà không già không bệnh không chết, cõi trời vẫn suy yếu. Một ngày nào vẫn suy yếu, vẫn rớt xuống lại. Cực lạc thì không bao giờ rớt xuống. Nếu như bây giờ một tín đồ mà chúng ta có thể học Phật niệm Phật để cầu sanh cực lạc, đi đến thế giới Tây Phương cực lạc, thì tức khắc cha mình sẽ nói một câu rằng: con hơn cha là nhà có phúc. Đúng không? Cái nguyên lý này ai cần nghe quý vị. Có ai làm cha mẹ mà muốn con mình thụt lùi hơn mình không? Không có nguyên lý này đâu. Cha mẹ đều muốn con mình phải vượt qua mặt mình, thì đó là nở mặt nở mày nhất, đúng không? Vậy thì nếu tiến tới thế giới của Phật thì cha chúng ta vô cùng quan hệ, làm gì có cái chuyện không cho học Phật. Quý vị phải nhớ rằng Phật giáo nó có một cái nền tự do rất cao độ. Nên tại sao Phật giáo gọi là quốc giáo của nhân sinh? Vì Phật giáo có một nền tự do rất cao độ. Người học Phật có quyền học bất cứ một tôn giáo nào. Còn có những tôn giáo lại bị câu thúc con người, nên chưa có phải đạt đến cái quyền tự do đó. Nhưng những đức tin chắc Phật giáo hay tôn giáo đều có sự tự do. Nhưng do không có tự do là do con người lập ra mà dạy không đúng thôi. Chắc chắn luôn, từ nơi đó mà nó mới có vấn đề như vậy. Riêng Phật giáo nó có một cái sự tự do rất là cao. Quý vị có quyền đi đến chùa này và quý vị có quyền đi đến chùa khác. Mà do cái người ở ngôi chùa đó, làm chủ trì chùa đó, họ lập ra cái cách là quý vị không được đi chùa khác là tại họ, chứ không phải tại Đức Thích Ca Mâu Ni. Qua trường hợp này thì quý vị biết, trong một cái tôn giáo quý vị đi đến một cái nơi nào đó mà người ta nói học đạo của tôi không được đi đến đạo khác là do ông này lập, không phải vị giáo chủ kia. Vị giáo chủ kia là bậc giác ngộ thì không bao giờ có tư tưởng câu thúc. Người ta đều có khả năng tùy duyên. Những đức là một tăng hoàng chưa có gì đây mà những đức còn tùy duyên, không chi là bậc thánh mà đi câu thúc quý vị. Nên do con người dạy của cái điểm đó mà sanh ra như vậy. Quý vị đừng nên lấy cái chỗ đó để đánh giá một mối đạo, để đánh giá một vị giáo chủ. Nên quý vị nhớ, cha mẹ dạy con, sanh con dạy con đàng hoàng. Lỗi của con thì đừng bao giờ chửi cha mẹ. Người thầy đã nhiệt tình dạy mà học trò không nghiêm túc thì lỗi là do đệ tử, chứ đừng bao giờ chửi luôn thầy. Cái này là cái quan trọng đó quý vị. Nên có nhiều người chúng ta trong cái cuộc đời này, chúng ta nghĩ rằng có rất nhiều người tăng không phải, thì chúng ta cho rằng tất cả những người tăng đều không phải. Trong cái cuộc đời này có nhiều người làm quan cũng là tham ô, thì quý vị cũng đừng nên đánh giá toàn vị quan ai cũng là tham ô. Cũng có những vị quan rất là thanh liêm, có chứ. Trường học có nhiều cô giáo, thầy giáo cũng vì vật chất mà dạy học, nhưng cũng có nhiều thầy cô giáo cũng vì nền giáo dục cho nhân sinh mà người ta dạy học. Nó không phải hoàn toàn cái gì cũng sai. Cũng như bàn tay có ngón dài thì cũng phải có ngón ngắn. Trong cái cõi đời này nó cân bằng như một chiếc thuyền vậy đó. Nếu như chiếc thuyền đi qua sông mà nó không cân bằng mà nó nghiêng qua một bên thì nó chìm. Nên giữa thiện và ác là đang cân bằng, đang song song đi để khảo đảo với nhau. Quý vị nhớ, quý vị vừa hướng thiện thì ác đang khảo đảo quý vị. Quý vị vừa hướng ác thì thiện đang khảo đảo quý vị. Hai bên nó đang cân bằng với nhau để rèn luyện thiện hay ác, do tại tâm mà ra. Nhớ. Nên quý vị đi về chùa, quý vị nghe giáo dục như vậy, quý vị nghe tư tưởng của Phật giáo, tôn giáo, quý vị thấy đặc biệt chưa? Như vậy thì nói tóm tắt lại, nền giáo dục là không có bị câu thúc, nền giáo dục không có ép buộc. Như vậy thì tất cả chúng ta rất phù hợp vào một xã hội hiện tại, đó là có quyền sống, có tự do. Nhưng tự do làm sao mà tự do đừng đến đi đến cái chỗ lối cục của cuộc đời, mà tự do làm sao mà chúng ta càng tự do mà lại càng tự tại mới hay.
Con người bây giờ tự do đến mức mà bỏ đi đạo đức, nên mới nhiều kiếp nạn xảy ra nè. Trong nhà Phật dùng cái câu tự tại, còn thế gian cho là tự do. Quý vị phải nhớ nè, văn tự có khác, ý nghĩa không khác. Trong nhà Phật dạy mình phải tự tại, là không bị những thứ này thứ kia câu thúc mình, làm mình phiền não là tự tại. Còn xã hội cho là tự do, tự do là chúng ta không bị câu thúc là tự do. Như vậy thì con người ta lại hiểu lầm tự do là tự ý. Sai rồi. Tự do là tự ý, không có quy tắc. Nếu đã không có quy tắc thì nhà không ra nhà, đoàn thể không ra đoàn thể. Xã hội không có quy tắc, như vậy thì loạn thì sao? Tự do của cái tự tại không phải là tự ý muốn làm gì làm. Nhưng mà nhiều người bây giờ họ lại tự ý muốn làm gì làm. Có vợ rồi lại đi kiếm người này người kia là tự ý. Có chồng rồi lại tự đi chơi, đi uống cà phê, quen bồ bịch là tự ý. Cái tự ý đó là quý vị sẽ có hại cực kỳ lớn. Mà xã hội bây giờ người ta dùng cái câu tự ý chứ không phải là tự do. Tự ý sai lầm. Nên chúng ta cần được tiếp nhận giáo dục để con người chúng ta nè, nó sống đặc biệt. Quý vị coi đông như vậy ở trong chùa mình, hoặc là đông như vậy đang ngồi gì, quý vị tự ý ngồi trong đây, quý vị muốn nói chuyện là nói, bấm điện thoại là bấm, vậy thì nơi này còn là một tổ chức nữa không? Quý vị coi người ta răm rắp từ trên tới dưới luôn, ngồi im re đó. Như vậy thì quý vị có tự do không? Tự do. Tự do là gì? Quý vị thích ngồi. Chứ nếu như quý vị không thích ngồi, không lẽ như nó ép quý vị? Ép là không có tự do. Nhưng quý vị đang ngồi đây là do quý vị muốn ngồi. Bây giờ quý vị muốn đi, quý vị có quyền đi. Nhưng quý vị không có quyền ở trong đây la lối, đúng không? Không có quyền ở trong đây bấm điện thoại. Tại vì người ta đang giảng, thế quý vị bấm điện thoại là bị thiếu tôn trọng. Nên quý vị có quyền đứng ra đi ra bên ngoài, nhưng quý vị không có quyền làm động người trong đây. Quý vị đau chân có quyền thẳng chân, đó là cá nhân mình. Còn lỗ tai tôi nghe chứ không phải cái chân nghe. Miệng lỗ tai tôi nghe để tôi tiếp nhận thôi. Còn cái chân tôi mỏi, tôi có quyền thẳng chân. Vì cái chân nó không phải nghe, mà lỗ tai nghe. Tôi có quyền nhắm mắt, miệng lỗ tai tôi nghe. Đúng không? Quý vị đi đến cái chùa tu thiền, có nhiều người ta ngồi thiền ta nhắm mắt á. Không lẽ quý vị nói mở mắt ra? Ta nói ta đang định tâm mà bây giờ kêu mở mắt ra gì? Hiểu chưa? Nên từ nơi đó cái sự tự do là tự tại, không phải tự ý. Đúng không? Quý vị vô chùa đông gì mà ai cũng tự ý, bây giờ ra ngoài kia bông giấy ai muốn bẻ bẻ, đó là tự ý. Đúng không? Gặp cái trái gì cũng bẻ bẻ, tự ý. Xuống nhà bếp muốn ăn là bữa cơm ăn là tự ý. Nó không có quy tắc mà tự ý thì loạn không? Loạn rồi. Nó bây giờ ngồi trong đây thôi, chỉ cần 10 người trong đây mà đứng lên nhảy đi thì quý vị coi cái đoàn thể này loạn không? Những đức sao giảng. Nhưng mà có một cái quay lực gia trì, nên con người ta ai cũng ngồi im re, ngồi phân phất. Đây là sự gia trì rõ ràng. Có nhiều người ta đau chân lắm đó, nhưng mà người ta vẫn giữ quy tắc đó, là tại vì người ta hiểu sự tôn trọng, sự thành kính. Đó là một cái nền giáo dục tuyệt vời nhất. Quý vị thấy nhà mình hay đoàn thể có nhiều người, người ta hội họp, một cái đoàn thể hội họp, cấp trên ở trên nói chuyện, ở dưới bấm điện thoại, bị coi, đúng không? Không đúng. Quý vị có quyền có một quyển sổ bị ghi lại những cái điều mà người ta đang họp hội, những cái câu quan trọng ghi chú lại là đúng. Chứ quý vị không có quyền bấm điện thoại, quý vị không có quyền nghe điện thoại. Khi vô buổi họp phải hoàn toàn phá nguồn, tắt nguồn hoặc là cài chế độ rung. Đúng ra là tắt nguồn. Vì cài chế độ rung quý vị vẫn bị ảnh hưởng cái tâm quý vị để đến với người đang hội họp. Quy tắc này phải có. Quý vị coi chùa này có ai dám hiện tại giờ này mà cầm điện thoại lên bấm không? Ai mà giờ này mà cầm điện thoại bấm, người để gan cùng mình. Quý vị biết rằng một cái hội chúng người ta đang nghe gì mà chỉ cần một cái động thôi là không đơn giản đó nghe. Cái động là nguy hiểm lắm á. Bây giờ có cái ông đó, ông vô chùa mình, ông nói rõ ràng luôn, ông thí nghiệm thử. Ông vô chùa mình đang ngồi chia sẻ Phật pháp, bao nhiêu người đang ngồi nghe đàng hoàng vậy. Ông nói ông thí nghiệm 3 lần Iran luôn. Ông cầm điện thoại ra, ông lướt thử trong thời gian mà lúc những đức giảng cho đến nghỉ luôn. Là 3 lần ông về nhà thì tay ông không cầm được cái gì hết chứ. Kinh khủng chưa? Cái sự tác động của đông người, tác động của lực lượng thiện đông quá. Mà con người bất thiện tự nhiên nó dẹp người này qua bên luôn. Còn một cái nơi mà cực kỳ người bất thiện mà có một người thiện trong đó
thì quý vị không đủ lực quý vị bị dẹp luôn. Không phải giỡn đâu trời. Mà ở đây nó cộng tác một lực lượng thiện, quý vị đi vào đó quý vị làm phá hoại môi trường thiện đó, thì cái tác động là cho tại quý vị, chứ nó không có hại quý vị. Giống như trong Phật Pháp á, Phật không có tính sổ với quý vị, nhưng mà do cái lòng bất kính của quý vị mà tự cái tội lỗi bị sanh ra, là tâm quý vị sanh ra, chứ Phật không có hỏi tội quý vị. Phật không có hỏi tội. Bây giờ quý vị có chửi Phật, Phật sẽ cười. Thử đi chửi Phật, thấy Phật có cười không? À, chửi Phật không có tội, mà tội là do tâm sanh bất kính mà tội, chứ Phật không có tính sổ rằng tại sao mày chửi tao. Có chuyện này, hiểu chưa? Nên từ nơi đó quý vị thấy cái nền giáo dục của Phật Đà rõ ràng là tự tại không? Nó rất là tự tại, nhưng không có tự ý nghe. À, tự tại là thông dong tự tại, còn tự ý là sai lầm, không có quy tắc. Nên mình đi đến đâu mình phải duy trì được cái quy tắc, duy trì được một cái nơi mà mình đến mình có sự tôn trọng. Giống như mình đi đến nhà của người ta, đầu tiên là hỏi hàng tiếng, chào người ta tiếng. Cái này là cái quy tắc đơn giản đó mà nhiều người ta không làm được rồi đó. À, quý vị phải nhớ nghe, cái việc đi đến nơi người ta mà chào hỏi người ta tiếng mà có những người đã không làm được rồi đó. Mà cái quy tắc này vô cùng đơn giản, quý vị coi. Thí dụ như người ta đi đến nhà mình mà ta không cần hỏi quý vị mà ta ở, quý vị nghĩ sao? Si mình ra người thôi. Thì từ nơi đó mà chúng ta đi đâu mình cũng sẽ biết hỏi hàng tiên. Thí dụ như đông gì bây giờ không hỏi được thì ngồi gì cũng là hỏi rồi. Chứ không lẽ bây giờ đông gì chạy là hỏi đằng chết thôi. Hiểu không? Nhưng mà có những cái mình làm được thì đừng bỏ qua. Có những cái chào hỏi một tiếng được thì đừng bỏ qua. Đừng bao giờ nói quen quá mà. Quen nên mới làm. Tại vì sao? Vì quen muốn nó hết quen hả? Quen nhau rồi giờ muốn nó hết quen nhau nữa hả? Nó đã thân rồi, lâu lâu chào nhau cái vẫn có tình cảm thêm chút nữa. Giống như một cái cây nó đã tốt rồi, tưới nó thêm miếng nước cho nó tốt thêm. Chứ bây giờ vì không tưới nước nó héo thì sao? Hiểu chưa? Nên tình cảm giữa con người với con người phải cần được bổ túc. Tình cảm gia đình vợ chồng cũng phải cần bổ túc cả đời. Riêng bản thân mình không phải muốn như vậy, mà để làm gương cho con cháu nhìn. Bản thân chúng ta còn trẻ thương với nhau, anh em. Khi già rồi chúng ta nói chuyện cũng có lễ với nhau, rồi lo cho nhau, quan tâm cho nhau. Con cháu nhìn từ đó mà học theo. Học theo ông bà mình ngày xưa, già như vậy rồi mà còn có tình nghĩa. Lúc còn trẻ thì tình cảm, nhưng khi già thì tình nghĩa. Già cả rồi lo lắng cho nhau là tình người. Quý vị coi, bây giờ con người ta lúc còn trẻ thì tình cảm, đẻ hai ba đứa con rồi bỏ đi. Không có gì đặc biệt cái chứ, đúng không? Đó là con người mất đi cái nghĩa rồi còn gì. Bây giờ vợ chồng sống với nhau rồi nổ đùng lên cái vợ bị ung thư ngực. Lúc trước mình đã từng hung cái ngực này, bây giờ vợ mình nó ung thư ngực rồi mà nói mình không hung được nữa, tao đi kìm cái ngực khác. Vậy thì cái nghĩa con người ở đâu vậy? Quý vị nói gì cho dễ hiểu đi, đúng không? Mấy cô thấy cũng mắc cỡ đúng không? Có gì đâu mà mắc cỡ. Cái ngực thì ai mà không có cái ngực mà mắc cỡ. Chuyện này là bình thường thôi, có gì đâu. Nếu như nói chuyện Phật Pháp mà còn cái ngượng ngạo của cái miệng thì chưa phải phát tâm. Ấn Tổ ngày nói tôi thường nói chuyện rất là thâm sâu, gần gũi và kín đáo. Ghê không? Ấn Tổ á, có nhiều người nói tôi, kệ người ta, tôi có tâm thiện. Quý vị nghĩ đi, có tâm thiện. Có những câu người ta không dám nói, Ấn Tổ dám nói. Có những câu người ta không dám nói nhưng những đức dám nói. Đúng không? Nhưng quý vị lại phải nghe. Tuy mắc cỡ mà phải nghe. Không, cái người phụ nữ họ thích vậy đó. Họ thích cái người đàn ông nó phải mạnh mẽ, nó phải quyết đoán rồi nó phải thẳng thắn. Đa phần người phụ nữ người ta đều thích người đàn ông như vậy. Vì sao? Đó là điểm nương tựa, cảm thấy bình yên. Còn người đàn ông mà nó dở dở ương ương, thật sự mà nói, ban đầu gặp nhau thấy đẹp trai thì thương, chứ về nhà chán thấy một. Tại vì sao? Nó dở dở ương ương, mình chán lắm. À, nên người đàn ông nó phải quyết đoán, mạnh mẽ, thẳng thắn. Như vậy thì là người đàn ông mới tuyệt vời. Mà người đàn ông như vậy mới làm việc lớn. Quý vị thấy có một cái người đứng lãnh đạo nào mà là yếu ớt không? Người ta phải quyết đoán, thương là thương nhưng phải diệt là diệt. Chứ không thể nào mà cắt lại nhầy được. Thà giết chứ đừng cắt lại nhầy.
Bây giờ quý vị hỏi rằng bây giờ quý vị chặt đầu Nhân Đức một phát, chứ quý vị cắt cổ Nhân Đức từ từ, quý vị kêu Nhân Đức muốn sống từ từ hay muốn chết một cái? Nhân Đức nói mày chặt tao đi, quất một phát một mài cho bén nghe, dứt một cái một, đừng bao giờ để là một vết tì vết nào. Như vậy đó, thà một phát là xong, chứ đừng nên mày khứa tao từ từ. Mày chặt tao mày ác quá nên mày để cái dao lục, mày chặt cái kiểu đó nó bày nhầy nó xấu xí. Hiểu chưa? Nên con người chúng ta thương là thương nhưng dứt là phải dứt. Con người sống phải như vậy, tu hay là không tu gì cũng phải có một cái cách đó chứ. Không có ác, nhưng quý vị nhớ đừng có lề nhề. Nó dù vợ chồng đã không sống với nhau rồi thì nhà anh ở, nhà tôi ở, không có cắt cái nhà làm hai. Bên nào có tiền bỏ tiền ra ở đi, tao đi chỗ khác ở. Nó thật lòng mà nói, thí dụ như đã là vợ mình, đã là chồng mình, không ai chấp nhận thích cái trước mặt mình nó đem thằng này thằng kia về nhà. Nên chúng ta không thể nào ở chung với một gia đình mà cắt làm hai gì được. Thà phước mắt phước cho rồi đi. Bây giờ anh có tiền không, bỏ tiền ra đi, căn nhà này nửa phần đưa tôi, cũng nghèo lắm, cầm xài lo cho con một chút, đưa cho tôi, còn anh đi chỗ khác ở. Anh muốn làm gì làm phước mắt tôi đi. Cảm thấy cũng khó chịu lắm, hiểu chưa? Cái này là cái lý luận rõ ràng xác thực trong cái thời đại luôn. Chứ nói chi cái chuyện ngôi đã chia tay rồi thì nảnh ai nấy sống, không phải. Nhìn thấy trước mặt chướng mắt lắm, đã chướng thì không muốn nhìn. Nhân Đức nói thật với vị, Nhân Đức là người tu nhưng đã là không thích người nào trong chùa rồi, đi chỗ khác giùm đi, đừng có để tôi ảnh hưởng cho nhiều người nữa. Tôi không thể nào miễn cưỡng điều đó để cho tôi phải khó khăn với nhiều người. Tôi muốn lúc nào tôi cũng nhìn cái đẹp và tôi vui, để cho mọi người ai cũng được hưởng niềm vui này. Không thể nào vì người mà tôi phải bực bội với nhiều người khác. Tôi không vì lý do này, dẹp người này đi, không cần để người này ở đây. Tôi như vậy đây, tôi sống như vậy đó, được không? Nhật Đức là người như vậy đó quý vị. Đó, dù là tu thì tu nhá, không có lèn nhèn đâu, không thích lèn nhèn. Nên các cô, các chú, các thầy bên cạnh Như Đức phải hiểu, con người Như Đức rất là thương, nhưng dứt một phát rồi là khỏi cần nhìn lại luôn. Như vậy mới làm lãnh đạo chứ. Chứ nếu như lèn nhèn chùa này, trời ơi, mấy bà già này ai quản nổi đó. Mấy bà già không có đơn giản đâu quý vị. Ô, mấy bà dữ lắm. Vì vô đây bị tu thì Như Đức khen khen mấy bà vậy, mấy bị gặp có nhiều bà bị chằn ai, chằn ăn chằn quắn lắm, nói chuyện dẫn chơi hả? Bà nghĩ bà ở thường trụ trong chùa đó, bà lên rồi bà muốn ngồi đâu bà ngồi đó, bà kinh kênh quý vị đó. Vô phòng bà thử coi lạng hoạng, bà chửi mà chết. Bây giờ cái bà ngồi ăn cơm của bà, vì vô bị ngồi bà hỏi vì ở đâu đến đây à? Chỗ này của thường trụ ngồi hả? Không có giỡn đâu à. Chỉ có những đức thôi nó, chỉ có những đức thôi, đi ngang chỗ nào là chỗ đó cứ như là tránh chỗ khác hết. Vì coi những đức đi qua chùa mới, bà đang ngồi ăn trái chuối, bà chúng trốn mới ăn. Thì quy tắc của chùa mình ăn là trên bàn, không có ngồi tùm lum tùm la ăn tứ tung lang tàng. Mà gặp những đức cứ phớt phớt bóng từ xa thôi, là quần áo chuối gì bà xách lên bà chạy. Có khi thấy thì cũng tội nghiệp, mà có khi nói cũng phải nên như vậy. Thì con người mỗi người có tự giác cao độ, chùa mình mới sạch được vậy. Chứ gặp mà những đức trong đây mà lề rề chùa mình dơ lắm á, đông người quá. Nhà mình có 2-3 người mới bị, có khi thấy còn không kỹ nổi. Mới bị vô chùa người ta bị thấy chùa người ta vị trí nào sạch vị trí nấy chưa. Những đức la lắm á, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Sáng nào mà nói mà mở dơ thì la thẳng mặt luôn á. Nên sợ dữ lắm. Người có nhiều người ta sợ Như Đức là do gì? Chuyện Đức chơi với công chúng không mà nặng căng quá, chịu không nổi là bức vậy đó. Nhưng mà được là thành cao thủ à. Đó, nên người trong chùa mình tương đối là được rèn luyện cao độ. Nên quý vị thấy một cái đoàn thể này, Như Đức muốn khuyên quý vị, cái lối sống của một con người đừng bao giờ lầy nhầy để khổ cả đời. Nhớ, gặp Phật pháp rồi không có khổ nữa. Dạ gì khổ để sống. Khổ sống 100 năm và 10 năm an vui, chứ bị chọn mấy năm? Tự chọn đi. Sống với người chồng vui vẻ 10 năm và sống với thằng chồng khổ đau 100 năm, mới bị chọn thằng nào? 10 năm. Vì sống với thằng chồng có tư tưởng quyết đoán 10 năm, bởi vì sống với thằng chồng vô dụng 100 năm, chọn chồng nào? 10 năm luôn.
vậy bị chọn những đức đúng không? Niềm an vui lớn nhất của cuộc đời con người là ở đâu? Là chính chúng ta nè. Chính chúng ta là quan trọng nhất. Quý vị công nhận rằng phải là niềm an vui là chính chúng ta quan trọng nhất không? Nếu những đức không đặt để vấn đề này là quan trọng nhất thì không bao giờ có buổi quan hỷ này để chúng ta ngồi với nhau đâu. Nếu như những đức mà cũng không an lạc như vậy, lấy cái gì chia sẻ sự an lạc cho quý vị? Những đức còn đói nữa mà làm sao chia đồ ăn cho quý vị đấy? Thí dụ như bây giờ chùa này không có thức ăn thức uống gì, quý vị đi về đây không có một buổi cơm để nấu cho quý vị ăn, như vậy thì cái chuyến đi về đây tu nó cũng có sự trở ngại khó khăn. Không lẽ mỗi một người này đi tu phải dở cơm theo? Việc này quý vị thấy cũng khó khăn đúng không quý vị? Từ nơi đó mà chúng ta phải đầy đủ mới chia sẻ cho người khác. Nên phải nhớ rằng học Phật là học tự tại, học Phật là có tư duy. Tất cả chúng ta đều có quyền chọn lựa và có quyền buông bỏ, nhưng chúng ta phải trả một cái giá dưới sự chọn lựa của chính mình. Phải nhớ rằng, nên có một bài giảng rất là hay: sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Nếu như quý vị chọn lựa đã sai thì càng cố gắng thì càng sai. Giống như kẻ mù mà lạc rồi thì cố đi thì càng lạc. Tốt nhất là đứng lại, đứng lại để chờ người dẫn ra. Còn nếu không ai dẫn ra thì đứng lại mà chọn hướng khác, còn có cơ hội hơn. Từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta chọn lựa rồi cố gắng. Đừng nên cố gắng rồi mới chọn lựa. Thí dụ như có những người ngày xưa, người ta có khi người ta không biết gì là chọn lựa, đều để cho sự đặt để của người khác. Có khi cả cuộc đời người ta khổ trong một gia đình, người ta khổ trong một gia đình. Nếu như hôm nay họ nghe được Phật Pháp thì ở trong một gia đình này họ khổ, họ có quyền chọn lựa, họ không cần khổ. Chúng ta sanh đến với cái cuộc đời này, ai áp đặt chúng ta làm cha làm mẹ phải khổ vì con? Ai áp đặt chúng ta làm vợ làm chồng phải khổ với nhau? Không có ai áp đặt cho chúng ta cả. Nhưng chính chúng ta đã đặt mình vào cái khổ đó để rồi phải khổ. Nên chúng ta học Phật là để thoát ra những cái điều bị áp đặt đó của chính bản thân mình, là mình hiểu để mình chuyển xoay lại sự đau khổ của chính mình mà có được niềm an vui. Từ nơi đó mà quý vị thấy chúng ta gặp nhau tuyệt vời vô cùng. Dù chưa cho nhau cái gì nhưng chúng ta đã cho nhau được niềm vui. Đúng không? Cho nhau nụ cười. Còn gì quý hơn cho nhau nụ cười? Thấy chưa? Không có gì quý hơn là cho nhau nụ cười á, thì thấy chưa? Nên mỗi tuần mà chúng ta không gặp nhau thì chúng ta sẽ rất nhớ nhau. Nên thì thấy chưa? Những gương mặt đa hoàng là quen, không gặp nhau không chịu nổi. Nên quý vị biết rằng chúng ta gặp nhau như vậy để bồi dưỡng cái cuộc sống của chính mình đẹp hơn, đúng không? Gặp nhau toàn là để bồi dưỡng cái cuộc sống mình đẹp hơn. Chúng ta đó có bao giờ ngồi chung với nhau để mà tiếp cận nói chuyện gì đâu. Chúng ta đều ngồi chung hoàn toàn như vậy chứ có riêng cá nhân đâu. Mà có những người chúng ta đã từng ngồi chung với họ mấy chục năm mà tại sao chúng ta không bồi dưỡng được cái niềm vui đó, mà có khi còn xảy ra những vấn đề đáng tiếc đến với nhau nữa chứ. Có khi thì trao cho nhau những niềm vui vô cùng là lý tưởng mà cho rằng đó là đẹp, nhưng mà có khi những niềm vui đó lại lặp ngược lại cho chúng ta phải đau khổ vì nó. Vì thấy ghê không? Nên từ nơi đó mà nhận thức được thì tại sao chúng ta lại vui như vậy mà chưa bao giờ chúng ta lại được ngồi bên nhau, hiểu không? Bao nhiêu con người ở cái cuộc đời này cho rằng niềm vui là giữa con người với con người đến gặp lại với nhau, sát lại với nhau mới là vui. Chưa chắc. Những niềm vui đó quý vị thấy đa phần là có tác dụng phụ, đúng không? Quá tác dụng phụ. Thí dụ như bây giờ một người nam một người nữ đến gần với nhau phải tác dụng phụ không? Đúng không? Tác dụng phụ đúng chưa? Bây giờ quý vị coi một cái bụng bình thường như vậy mà chúng ta đến với nhau lại tác dụng phụ, nó ra một cái bụng rất là to. Tác dụng phụ. Quý vị thấy, quý vị đã đến đây 8-9 năm nay chúng ta biết nhau, quý vị thấy chúng ta có tác dụng phụ gì chuyện đó không?
Như vậy thì quý vị lập luận hãy nhận thức đi. Quý vị đến với chồng mà đến với những đức, quý vị thấy đến với ai ngon hơn? Thì thấy chưa? Thật sự mà nói, các anh chồng mà nghe như vậy cũng nên nhận thức, vì các anh đã gieo cay đắng cho nhau. Thấy chưa quý vị, công nhận không? Thật sự mà nói, cái ngọt cái bùi kia, nhưng kế đó là cái đắng cay vô cùng chua chát. Ngọt bùi rồi đắng cay chua chát, phải không? Quý vị có thấy có những lúc rất là mặn mà, nhưng mà có những lúc quý vị sanh đẻ thấy đắng cay chua chát không? Đó là tác dụng phụ. Chúng ta đã 9 năm nay chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Đúng là rõ ràng tình cảm này vô cùng đẹp. Bởi vì cái câu nói tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Thấy chưa? Đến với nhau gian gian dở dở gì nó đẹp vô cùng, thấy không? Đó. Có khi rất là thích gặp nhau để nói chuyện, nhưng mà không có cơ hội đó lại vô cùng thích. Nếu như mà có cơ hội được ngồi bên nhau thì chắc chắn là không thích nữa. Đó. Bởi vì mới là gian gian dở dở mới thích. Nên quý vị thấy ngồi như vậy thì vô cùng tuyệt vời. Nó nên các ông mà bà xã đi đến đây học Phật là yên tâm. Thấy chưa? Nó ta càng học nó càng đẹp mà. Nó càng học càng đẹp, càng học càng có lý tưởng, càng học càng có niềm vui, càng học càng có ý nghĩa. Quý vị thấy cái học này ai không cần học. Thật sự mà nói thì Phật Pháp rất là tuyệt vời. Vì đó là một nền giáo dục chí thiện mà, tuyệt vời dữ lắm. Nên chúng ta cần thiết phải học, và ai cũng học. Nên cái đề học của chúng ta hôm nay là pháp môn niệm Phật là báo vật vô giá. Vì sao? Vì chính những đức đã gặp được báo vật này đã thay đổi cuộc đời. Và dành cho tất cả nhân loại là ai cũng có thể cầm được báo vật này nếu tiếp nhận. Gặp một vị thầy nói, tôi nghe thầy giảng, thầy học lớp 3, thầy chưa từng đến trường học tập gì hết. Vì sao? Tôi thấy thầy chia sẻ Phật Pháp rất là gần gũi và dễ hiểu như vậy. Nhưng đức nói niệm Phật, thầy có tin niệm Phật mà được như vậy không? Nói tôi cũng tin mà sao tôi không dám tin gì mấy. Vì thế không dám tin gì mấy là trở ngại rồi. Trở ngại rồi. Cái đơn giản thôi quý vị, học với một người thầy mà quý vị dở dở ương ương đã không học được rồi. Chứ đừng nói chi là đối với bổn nguyện của Phật mà mình thiếu lòng tin thì thua. Phải hoàn toàn tin. Tin đến mức mà trời sạch cũng ai với Đạo Phật. Trời có sạch xuống chúng ta cũng ai với Đạo Phật. Vì thật sự mà nói thì đối với bản thân của chúng ta nó vô thường dữ lắm. Dù trẻ hay già gì, nó muốn chết là nó chết rồi. Nên chúng ta đã nhận thức được cái vô thường này rồi, thì chúng ta phải chọn cái nơi đến mà vĩnh hằng, đó là thế giới cực lạc. Nên mỗi ngày nhớ ai với Đạo Phật, nhớ cực lạc Tây Phương là tuyệt vời nhất. Thật sự mà nói rất tuyệt vời. Và quý vị cảm giác rằng chúng ta gặp nhau ở trên cái cuộc đời này cảm thấy hạnh phúc quá. Vì chúng ta hôm nay đã có một cái pháp tu, và cảm giác rằng có một điểm nương tựa rất là đặc biệt. Điểm nương tựa đây không phải là chùa cao Phật lớn này, mà điểm nương tựa của chúng ta là nương tựa từ nội tâm. Chính bản thân mình là một điểm nương tựa được. Tại vì sao? Vì mình đã hiểu rồi. Mình hiểu rồi. Nếu như chúng ta tìm cái nương tựa cái bên ngoài, có những khi chúng ta bị hụt hẳn đó. Nên chúng ta trao cho nhau sự nương tựa đó là gì? Nội tâm lúc nào cũng an lạc, dù ở bất cứ nơi nào. Vì sao? Vì chúng ta thế nào cũng bỏ cái thân này. Chỉ có nội tâm là sự tồn tại nhất. Nên chúng ta nương tựa từ nội tâm của mỗi người chúng ta. Dù vợ chồng, con cháu, người thân, nhưng sự nương tựa bình an nhất là mỗi người nên an trú vào pháp tu giải thoát. Đây là cái cực kỳ quan trọng luôn. Nên từ nơi đó quý vị cảm thấy bình yên khi chúng ta về đây cũng là một cái sự bình an. Trước nhất là có cái bình an đó. Nhưng mà sự bình an của cái cuộc đời này quý vị biết nó chừng nào tan biến chúng ta cũng không biết. Nhưng chúng ta hãy hưởng những cái mà chúng ta đang có đi. Nếu như chúng ta lo một ngày nào mất thì chúng ta sẽ cảm thấy bất an của ngày hôm nay. Nên Phật mới dạy chúng ta là an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Niềm an vui của hiện tại là tuyệt vời nhất. Hạnh phúc nhất là chúng ta hiện tại đang được cười. Được cười là đặc biệt nhất. Nói được mà vỗ tay hoài à. Từ nơi đó
Quý vị thấy rằng là có nhiều người ta nói, ôi sao nói cái gì mà cũng vỗ tay ngộ vậy. Nói tóm lại là đã kết nhau là như vậy đấy. Nên câu người xưa nói rất là hay, thương người thì thương cả lối đi, đúng không? 100% luôn. Bây giờ quý vị thương ai rồi, quý vị cái người đó đi ngang vì cũng thích bước theo dấu chân đó nữa. Nói thiệt đó. À, thí dụ như bây giờ một chiếc áo rách của họ đưa cho mình, nhưng mà mình về mình vẫn thích bận để được ấm áp. Khi đã thích rồi, nó kỳ cục như vậy nữa. Còn ghét người thì ghét cả tôn ti họ hàng. Nó đã ghét người đó rồi mà nó nghe ai mà thương người đó là nó ghét ké. Phải không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng tạo cho người ta thương mình đó là việc không phải dễ. Nhưng tạo cho người ta ghét mình thì cực kỳ dễ. Bây giờ những đức tạo bao nhiêu năm nay quý vị mới có thể quý thương. Nhưng bây giờ muốn cho quý vị ghét thì rất dễ. Chỉ cần một buổi chủ nhật nào lên chữ một chập thôi thì hoàn toàn sụp đổ hết. 9 năm giờ gầy dựng, quý vị thấy chưa? Nó gầy dựng chục năm chỉ phá hoại trong giây lát, mau cấp kỳ, thấy không? Nên quý vị thấy rất là rõ ràng. Nên quý vị thấy vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc của nhiều năm, nhưng mà chỉ cần một cái tát tay, một cái lời chửi rủa một lần thôi mà đã làm cho đôi vợ chồng đó như một ly nước đã đổ đi hốt để không được đầy đặn. Không phải dễ, đúng không? Nên có thể bồi dưỡng cái tình cảm, cái ở bên nhau, cái việc này không dễ. Tại vì lòng người thì có lúc thay đổi, có lúc chúng ta cũng thiếu thốn, có lúc chúng ta dư dả. Nên có những lúc thì chúng ta cảm thấy nó bị khó khăn, khó chịu. Từ nơi đó mà khi đến với nhau, có những lúc đừng nên nghĩ rằng một cái chút xíu gì khuyết đó mà chúng ta nói nó là đổ vỡ. Hoặc là bây giờ anh không còn thương tôi như ngày nào nữa, anh đã chê chán tôi. Mình đừng nên lập luận tư tưởng như vậy, mà nên thông cảm cho nhau với cái cuộc sống có nhiều khó khăn này. Tại vì cái cuộc sống này có quá nhiều sự chao đảo, mà con người ta đang bị chao đảo trong cái lối sống mà phồn hoa này. Vậy thì tại sao chúng ta không tha thứ cho nhau khi những lúc bực bội khó chịu? Mình là người học Phật phải có tâm thông cảm đó đó, thì tuyệt vời lắm. Thì ông thầy tu cũng vậy thôi, ông cũng bị chao đảo trong cái cuộc sống này. Ông lo cho hơn 1.000 người có khi cũng sân si chứ. Không lẽ ông không sân si, quý vị lúc nào cũng cho ông là một cái người đẹp, một cái người đặc biệt trong lòng mình, thì có ngày mình sẽ hối hận. Tại vì sao có ngày ông chửi mình một trận cho mà. Mình nói cũng không ngờ thầy như vậy đấy. Bao nhiêu năm nay biết thầy, tôi thấy thầy vui vẻ, mà không ngờ ngày nay thầy lại chỗ bộ mặt thật của thầy. Không, nó thật giả gì trong cái cuộc đời này, giả giả thật thật nó là như vậy mà. Nên chúng ta đừng nên bao giờ thất vọng vì ai hết, hiểu chưa? Thất vọng nhất là bản thân mình lại ôm cái khổ của người ta để vào mình nè. Người ta ngày hôm nay đang nhăn mặt mà mình cũng đem cái nhăn mặt đó để vào tâm mình. Mình mới là người khổ. Thật sự mà nói, nếu ai chửi mình thì chúng ta nói tội nghiệp họ. Vì sao? Vì họ chửi mình là họ khổ hơn mình. Quý vị đi chửi người ta đi, rồi quý vị ngồi xuống mà tư duy đi. Phải là quý vị khổ hơn người ta không? Lúc quý vị đang sân si vì con cái á, nếu như đứa con này nó chưa biết gì, nó ngồi nó ăn đổ tháo tùm lum, vì đứng vì chữ nó tá lả âm binh hết trơn, xong mới bị ngồi xuống suy nghĩ, đúng là mình tào lao. Nó là không biết gì mà mình đi chữ nó, cuối cùng mình là người khổ. Đúng, rõ ràng thầy nói đúng. Chữ người ta, người chữ khổ hơn người bị chữ. Suy nghĩ đi. Đó. Nên từ nơi đó mà do chúng ta cũng khổ ké, là do chúng ta đem vào trong tâm mình, để rồi cái ngã nó sanh ra, rồi nó sanh phiền não ra. Nếu như mình hiểu được rằng người ta chửi mình là người ta khổ, còn mình thì có tâm khoan dung thì mình vui, thì cái này thì thôi nói làm chi nữa. Nếu như cuộc đời mà lý luận đơn giản như vậy thì trong cái cõi đời này nó đâu có sanh quán thù. Nhưng mà nó sanh quán thù là do gì? Chúng ta chưa làm được điều đó, nhưng chúng ta cũng cần lý luận để có khi chúng ta làm được rồi sao. Nên cần phải xuyên nói, cần phải khuyên nhau, để người nào làm được thì nên làm được một chút thì lợi một chút. Chúng ta cũng đừng nên cầu toàn quá quý vị. Quý vị phải nhớ, sống trong cuộc đời này đừng nên cầu toàn quá. Có khi á, một người nữ kia ao ước có chồng được như chồng mình thôi, mà người ta đã không có rồi. Còn mình đã có được chồng này mà mình nói nó còn tệ lắm. Người ta ao ước chồng người ta ăn chay thôi. Ảnh chưa đi chùa tu cũng được, ảnh chỉ cần ăn chay là được rồi. Vậy đó mà chồng người ta nó không ăn chay, nó ăn thịt chó không. Còn chồng mình nó ăn chay, nó chưa đi chùa, mình nói bởi vì tôi bực bội, tôi sống với ông tôi thấy phiền não ghê. Tại sao chùa tốt như vậy mà ông không đi chùa, ông chỉ có ăn chay thôi.
ăn chay được là đã tốt rồi. Còn bắt đầu đi chùa, đi chùa rồi thì bắt đầu nói đi chùa thì phải vô lễ Phật, tại sao vô chùa mà không lễ Phở? Vô lễ Phật rồi thì nói ông lễ cho nó đàng hoàng, chứ thấy ông lễ không có nghiêm túc chút nào. Quý vị thấy chưa, con người chúng ta là được voi đòi tiên, chúng ta không có biết đủ đó quý vị à. Nên sự đáp ứng của con người ta dành cho mình không có biết đủ, không? Rõ ràng luôn á. Nên nó mới nói rằng là vật chất bao nhiêu mà cho đủ, đức hạnh bao nhiêu cũng chẳng thừa. Nên quý vị biết rằng là cái vật chất là cái đòi hỏi của mình không có biết đủ đâu. Thí dụ như những đức lo cho chúng này, những đức có cố công đi chăng nữa, người ta vẫn không chấp nhận, người ta vẫn muốn, người ta vẫn chê luôn. Đó là cái cách rèn mình về chữ nhẫn. Quý vị có thấy rèn với một người vợ, một người chồng, một đứa con. Nhưng những đức phải rèn cùng với hơn 1.000 người mỗi ngày, lo cho họ cực khổ. Có khi quý vị gánh một cái gánh đồ rất nặng đem về, họ cầm lên họ nói đồ xấu quắc. Quý vị thấy đơn giản không? Đây là một cái sự rèn luyện cực kỳ cao độ trong con đường tu của chính mình. Quý vị thí dụ quý vị đang làm một cái gì mệt mỏi vô cùng, cố công quá trời luôn, đem về một cái bánh đưa cho vợ, vợ nói cái bánh dở ẹt, không ngon lành gì hết trơn. Quý vị thấy đó là sự tổn thương đúng không? Nhưng mà đã là quan tâm, đã thương thì đừng đòi hỏi người ta chấp nhận mình. Đã thương và lo thì đừng đòi hỏi người ta chấp nhận mình. Nếu đòi hỏi cái sự lo của mình là người ta phải chấp nhận mình, như vậy thì mình sẽ rất là phiền não. Đã lo là lo, đã giúp là giúp, đã thương là thương, chứ đừng đòi hỏi thêm nữa. Vì thì riêng bản thân quý vị là người sẽ có niềm vui. Những đức nghĩ như vậy và làm như vậy nên những đức mới nuôi được hơn 1.000 người. Còn người ta không làm là do gì? Người ta không nghĩ như vậy. Người ta đòi hỏi là đến với người ta phải đến với mình. Tôi không đòi hỏi như vậy. Tôi đến với người ta đến với tôi như thế nào, tôi cảm thấy tôi vui khi đến với người ta tốt là được rồi. Như vậy thì chúng ta vui chắc chắn luôn. Họ không bao giờ chấp nhận đâu quý vị à. Nên đừng bao giờ mà chúng ta đòi hỏi cao quá. Những đức nói vợ chồng mà được đi chùa chung, rồi con đi chùa chung, đó là hạnh phúc của một gia đình mà trong cái cuộc đời này đã khó tìm ra rồi đó. Đừng nên đòi hỏi nữa. Còn một người đàn ông nhất định phải có cái sự gì đó cứng cỏi trong một gia đình. Như bản thân những đức nếu coi chùa chiền này mà những đức là con người không quyết đoán thì chùa này sẽ loạn liền đó quý vị. Dù là mơ cái nơi tu hành loạn đó, quý vị tin nơi tu hành mà có chia ba xẻ bảy không? Có. Có đấu đá không? Có. Có chia bè phái không? Có. Danh lợi có không? Có. Có tất cả những thứ trong đây đều có hết. Mà trong chùa còn cực kỳ nhiều. Quý vị biết rằng đa phần con người ta tiền để đâu? Tiền để muốn tu phước. Mà tu phước ở đâu? Ở trong chùa. Nơi tôn giáo, nơi Phật giáo là nơi để điểm người ta đổ vào. Thì cái nơi mà có vật chất nhiều thì nơi sẽ đấu đá nhiều. Nếu cái người lãnh đạo mà không khéo phân phát, không khéo mà giúp đỡ cho cái người ở trong đó thì nó sẽ chia bè phái để đứng lên, để tranh danh đoạt lợi với nhau. Không đơn giản đâu quý vị. Nếu như quý vị là người ở trong ngôi Tam Bảo, thật sự ở trong đây và nắm nhân sự thì quý vị sẽ hiểu được nó kinh khủng lắm. Nó không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Nên cái đầu mà quản lý của một con người mà hơn 1.000 người này không đơn giản. Họ phải làm sao cho con người ta sống ở đây mà không đứng lên về đấu đá, không tranh danh đoạt lợi được bao nhiêu mà họ có thể tu được. Cái việc này là cả một vấn đề cực kỳ khó khăn, không dễ. Chùa người ta chỉ có vài chục người thôi mà mỗi người đã có một góc độ riêng rồi. Chứ đừng có nói chi chùa chúng ta giờ tu là toàn bộ quy lên chánh điện, 3-4 đạo tràng, không có cái chuyện lãng hoạn, lu bu, đỡ tối đa. Nhưng những đức thấy rõ ràng trong Phật Pháp hay lắm quý vị. Mình chỉ cần nhiệt tình mình làm gì người thôi. Người đã không đồng tình mình và không đi theo con đường giống mình là tự họ đi liền. 100% luôn, sự ra đi của bất cứ một người nào nó đều càng ngày càng tốt chứ không có xấu đâu. Chỉ cần chúng ta duy trì được cái tốt cho mọi người thì nó là tốt. Chắc chắn là tốt. Quý vị thấy có những người 8-9 năm chờ họ làm một cái việc, họ có công, không phải là không có công. Nhưng quý vị thấy khi họ ra đi, tiếp tục người sau vẫn làm. Như vậy thì cái sức sinh tồn của xã hội rất cao độ quý vị. Bất cứ một khâu nào, một việc gì cũng có người sẽ xuất hiện. Nếu như quý vị thật sự có phước, chúng ta có duyên, chúng ta có phước thì nhất định có người xuất hiện. Phật Bồ Tát rất là từ bi quý vị. Phật Bồ Tát rất là từ bi. Chỉ cần nơi đó tốt đẹp thì Phật Bồ Tát sẽ giúp nơi đó theo cái bổ nguyện. Vì Phật Bồ Tát thương chúng sanh,
Quý vị thương chúng sanh thì Phật Bồ Tát sẽ giúp quý vị 100%. Nên quý vị hãy niệm niệm nghĩ với người đi. Những đức nói những đức càng tu thì tâm niệm nghĩ với người càng cao. Như hôm qua những đức ngồi suy nghĩ, năm nay mà đêm giao thừa chúng ta phải tổ chức như thế nào để nó phải đạt tiêu chuẩn hơn những năm trước. Thật sự mà nói thì chúng ta cũng không biết dừng được, nhưng mà làm sao mà cho nó tốt hơn nữa, chứ không phải đòi hỏi quá đáng. Nó tốt hơn, nó được hơn thì càng tốt. Thật sự mà nói trong cái cuộc đời này, đời đạo gì cũng vậy, sự phấn đấu, sự phát triển là việc loài người chúng ta cần phải làm. Không thể nào chúng ta chết cứng được. Không thể nào mà một con người sống ở cái cuộc đời phát triển này mà chúng ta lại là con người dở dở ương ương được. Dù đời đạo, xuất gia hay cư sĩ gì, chúng ta cũng là một con người phải phấn đấu sống cho thật là đặc biệt, để cái thời đại này có người ta nhìn người học Phật mình là người của thời đại mới thì người ta mới tiếp nhận Phật pháp. Còn nếu như con người mình dở dở ương ương, nói hai chữ buông xả mà không nhìn thấu như vậy thì người ta không tiếp nhận Phật pháp đâu. Người ta không tiếp nhận Phật pháp đâu quý vị. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thỉnh độ.